không? Đấu thuốc à, ôm miệng có phải ôm miệng cướp nhỉ? Lạnh quá không? Đâu ông có cây nào mà nhiều thế, sao lại nhiều thế? Cây đẹp là của ông à? Từ đây à? Cái này bao tiền đấy? Đây. Cái này là 4 triệu. 4 triệu. Đây 4 triệu. 4 triệu à? Cùng. Cũng 4 à? Toàn 4 à? Biết rồi. Đây. 3 à? 3 xuống rồi. Đây. 6. 6. Đây 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 đây. Xuân Liễu. 8. 3 6 8. Đây. 2368. Thế cả vườn thì bao nhiêu? Cả vườn tất cả nó đồng là 15 triệu. Tất là 15 à? Nghe lỗ hay sao ấy? Không, mấy cái được này thôi. Được này thôi. À. À, chết, lại chuyển đổi mục đích à? Hay quá. Xô rách đấy. Bản xô nát. Cháu thích mấy cái nhà nó cũ này thôi. Nó bị mụn mụn này, nhìn thích. Rồi, lên sân Tây lấy cho tất 3 cái về. À đi à. Lần đấy về không phải con được ngắm. Con rồi nó có bao giờ ngắm cây đâu mà. Đấy, cây ba này có khi để hay đấy không? Nhìn cây chuột đây. Cây quần thụ. Cái này về làm đá đẹp. Quần thụ. Ngồi đá đẹp. Xì tay chuột đó, nhưng mà nó kiểu như này. Nó dáng nó sinh ra nó kiểu giống như này. Đấy. Già. Rồi. Đấy đây. Đây 4. Xanh năm điên. Thiên trụ này. Ông này mua được cái thùng cối không à, không á. Đấy cây này làm cây siêu đẹp đấy đúng không? Xanh Nam Hiền đấy, có phải không nhỉ? Đúng rồi. Siêu đẹp. Sơn Liễu. Đấy, đang nói chuyện dở cái thích cái nhà này ở chỗ nó cũ này, nó mùn mùn ra này. Rất giống ở quê làng cổ này, nó mùn ra này. Mùn, mùn, có thể là mùn rắc qua thôi nhưng mà nhìn nó cũng giống cổ. Cổng đây. Cổng này quay gần này nhìn từng to này các bạn, đấy lọt cái điếu thuốc. Ô oh, mất nét. Giờ này ra tuyển chơi nhá. Bao giờ? Giờ này nhá. Chủ nhật á? Chủ nhật đi đá bóng thứ bảy được cái thế à. Đấy, còn cây này thì bao nhiêu không? Cây của anh nào? À, cây của bên kia. Chúc. Hôm qua tôi lấy đăng mấy cái ảnh đây, ở vườn đấy ạ. Vâng. Cái xì đây mà. Nhiều lắm không ạ? Cứ tha về thì có, cứ tha về thì có mấy. Anh nên làm ra tiền rồi, anh cứ để đấy. Ui giời, toàn nợ hết. Anh cứ để đấy. Trả tiền ai bao giờ cả. Đây là xe mất dần mất mòn, mất đi chứ. Làm sao mà... Trung dâu có cái tùng đẹp hết nhỉ. Mịn phết đấy. Chả biết bao tiền. Đấy, anh em là thích thì liên hệ anh Trung dâu nhé. Suối đá này.
dâu. Chuối. Màu đẹp chưa? Đấy. Đấy, tỉ mỉ ghê chưa? À, như thợ tóc. Xanh nam biển đây. Cái này là bao nhiêu tiền đấy bác? Cầu 3 triệu 2. Này cũng mang mỗi cây thôi. 3 triệu 2. Ôm đá. Bông nhạn này, bông nhạn này mang nhiều. Xì ôm đá này. Đấy. Xanh. Cái này chả biết của ai. Cầu này, các loại hoa đều có hết. Mộc này 8 triệu rưỡi cây mộc. Cao cơ, cao cơ 3 mét. Đang thích mộc. Cao cơ 3 mét nhỉ. Thoát thân. Đấy, nhìn mấy người bác này khoảng độ 1m6. Cái này bỏ bước 2 cành này thoát thân. 8 triệu rưỡi. Xanh quê. Già ghê nhỉ. Xanh quê cái đấy, xanh quê. Đấy, đấy, cái này là của ông nào đấy bác nhỉ? Thân à? Cây của Thân à? Hưởng, Hưởng. À, Hưởng, Hưởng. À, ông Hưởng. Đây đó. Già ghê nhỉ. Đấy, già nhìn sạch sạch. Chơi tốt quá thì bố Hưởng đi đâu rồi? Nhà điếc. Rồi. Bây ở đây về ngâm rượu. Ngâm rượu. Cổ lắm. Ngâm cả cổ. Ngâm cả dễ. Hẻo quá nhỉ, chợ búa. Chợ búa, chợ tóc. Vào cây mạnh vào anh, đem đẹp đẹp. Đẹp có bán được đâu mà đẹp. Này ông Hiếu ông bỏ anh đi một mình à? Anh đi cùng nó bỏ. Đi âm thanh rồi. Đi hội nghị rồi, nó đi đâu. Này có mối kiếm ăn dễ hơn. Cây cối khó. Hôm qua nó bảo anh trồng một cây, anh vội anh quên mất. Chiều qua nó về nó trồng một cười quá. Ở vườn á? Nó lên mới lấy cái cẩm thị về. À, vẫn theo cây đấy chứ nhỉ? Một rừng vẫn vậy mà. Không rồi, thì... muốn rồi đi suối nào ấy. Sang đây ra. Có hòn đá nào đẹp không? Không thích đá đen này lắm. Quên mẹ điện thoại nha. Ây da, hòn đá này hòn đá gì đây? Để xem. Đá này nó gọi là đá gì đây ông nhỉ? Nhìn cứ như đá quý ấy nhỉ. Trong đây vàng. Kiểu như thịt ba chỉ. Lắm chỉ lắm. Này chắc chỉ để lên cái khay chơi thôi. Chơi đá không. Hòn bên này cũng của ông hả ông ơi? Hòn bên này cũng của nhà mình ạ. Đá đấy nó gọi đá gì không? Xin một công ty đã trả thấy đâu. Những loại nhà mình cũng hai gọi. Đá.
đá đấy đẹp. Để xem kia cái đó. Ui nặng lắm. Bé em nặng lắm. Đấy, đấy cái chỗ đống xe đấy. Một viên như này thì khoảng bao tiền à chú? Viên nào? Đây. Đây, ví dụ viên này 300.000. Còn viên mà để đây, viên này. Đấy. Viên này thì sao? Viên này 400. Này chắc đắt hơn nhỉ? Viên này 300. Đó là đá gì đấy? Đá da báo. Da báo à? Ừ. Thế còn hòn này vừa nãy đang hỏi ông đá gì ấy? Là lạ. Đá là đá màu, đá ấy đó. Màu. Ừ. Còn viên đấy thì bao nhiêu? Hả? Viên đấy thì bao nhiêu? 500 em ơi. 500. Đấy. Da báo à? Vừa nãy định nhấc cái này mà nó nặng phết đấy. Nặng. Ách chà. Làm sạch sẽ. Ok, anh em ra chợ mua đi. Bán được cái nào chưa? Bán được 5 cái tùng rồi. Kinh nhỉ? Đi xanh một đấy. Cái này thì bao nhiêu tiền? Ừ. Bao nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu. Bán được 5 cái tùng rồi. Kinh nhỉ? Bán được mấy ô tô rồi. Sợ nhỉ? Cả chợ ngay có mỗi nó cả bán được. Hay quá. Đấy con Hà hay lắm. Ra nói chuyện cũng là một cách thư giãn, cũng là một cách thư giãn. Chạy hàng không anh? Em à? Đấy. Bao tiền cái này đây? Cái này 1.800.000 em ạ. 1.800.000. Cái nó cưng. Loạt hôm trước không thấy mang ra đảo à? Ừ, đâu các bạn đưa đi đưa lại nó cây cối nó té. Đây, đấy, mấy con đây, cái mô đơn này bao nhiêu? Công mẫu đơn này là 1.800.000. 1.800.000. Già. Mạnh món sai này. Cây của mạnh món sai này. Này theo hẳn món này sao mà phiên nào có mặt? Bây giờ là chuyên tâm vào cái món này. À được đấy. Yeah. Đang có hoa đấy. Đỏ nhỉ. Yeah. Đỏ. Hàng chậu luôn. Cây chỉ việc chơi thôi. Đồ này bàn trà quá đẹp. Xanh này. Rồi. Mạnh bắt sang chợ đã có thêm những thành viên. Đây là của ông khác nhỉ. Cái này là cái gì ấy nhỉ? Cái gì không biết. Giống như liệu á, giống như hạnh liệu. Ok các bác, kết thúc phiên chợ hôm nay. Không có cây mình thích nhưng mà vẫn còn chợ là vẫn còn đi các bác nhé. Hẹn các bác một ngày gần nhất ở chợ nhé.